Chào mừng các bạn đã đến với kênh Con Đường Thành Công. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu mô hình tam giác vuông. Trước khi đi vào phân tích mô hình, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hình tam giác là mô hình giá phổ biến nhất và chúng cũng là một trong số ít mô hình đáng tin cậy nhất. Chúng phát triển thành cả sự tiếp diễn lẫn đảo ngược. Mô hình được hình thành bởi hai xu hướng hội tụ lại với nhau. Mỗi đường xu hướng được xác định với hai điểm va chạm với giá. Điều này có nghĩa là một tam giác bao gồm ít nhất 4 điểm chạm, hay cho mỗi đường xu hướng. Càng nhiều điểm va chạm với đường xu hướng, mô hình càng có độ tin cậy cao. Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu mô hình tam giác cân. Ở bài này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu mô hình tam giác vuông. Mô hình tam giác vuông, Triangle Triangle. Đặc điểm mô hình tam giác vuông. Mô hình tam giác góc phải là hình thức đặc biệt của kiểu đối xứng. Trong đó, một trong hai ranh giới được hình thành ở góc 90 độ so với trục thẳng đứng, tức là có một đường nằm ngang. Các mô hình tam giác cân xứng không đưa một chỉ dẫn về hướng mà trong đó nó có thể sẽ phá vỡ. Mô hình tam giác góc phải có ngụ ý mức độ kháng nghiêng của sự hỗ trợ hoặc kháng cự. Mô hình này có hai loại là tam giác góc phải tăng và tam giác góc phải giảm. Mô hình tam giác vuông tăng, Ascending Triangle Triangle, xuất hiện khi đường kháng cự ngang chạm với đường hỗ trợ chết lên ở phần bên phải của biểu đồ. Để mô hình tam giác có hiệu lực thì cả hai đường phải có hai lần chạm của giá. Mô hình tam giác vuông giảm, Descending Triangle Triangle, xuất hiện khi đường hỗ trợ nằm ngang chạm với đường kháng cự dốc xuống về phía bên phải của biểu đồ. Để mô hình tam giác có hiệu lực thì cả hai đường phải có hai lần chạm của giá. Nếu một cơ hội bị bỏ qua khi đột phá, việc kéo hoặc di chuyển quay trở lại cung cấp một cơ hội thứ hai, thường là trong điều kiện yên tĩnh hơn rất nhiều. Nếu có thể xây dựng một đường xu hướng phản kháng, như trong hình 9-11, sự xâm nhập ngược của đường là một điểm vào tốt, vì nó cho thấy một sự tái khẳng định của sự đột phá ban đầu. Điều này đặc biệt đúng nếu động thái suy thoái đi kèm với khối lượng thu hẹp và sự đột phá trên đường xu hướng hồi quy bằng hoạt động tăng nhẹ hoặc mở rộng đáng kể. Xoay tam giác vuông thành hình chữ nhật. Một khó khăn trong việc giải thích sự hình thành này là nhiều hình chữ nhật bắt đầu như là tam giác góc phải. Do đó, cần cẩn thận khi đánh giá các mô hình khó nắm bắt này. Một ví dụ được thể hiện trong hình 9-12, trong đó một tam giác vuông góc có góc dốc có tiềm năng phát triển thành một hình chữ nhật. Ví dụ về một tam giác vuông góc trên ở phía dưới được hiển thị trong biểu đồ của Intel. Nếu bạn tin rằng sự suy giảm tháng 6 năm 1986 thành phần vai, có thể lập luận rằng mô hình này là đầu và vai nghịch đảo, với đường xu hướng ngang thể hiện đường viền cổ. Bạn cũng có thể nói rằng đường ngang không phải là hoàn toàn ngang, và do đó mô hình tam giác sẽ được gọi một cách chính xác hơn là một mô hình tam giác vuông. Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đẩy giá này lên. Nó thực sự không phải vấn đề mô hình được gọi là gì. Trên thực tế, đó là một trận chiến rõ ràng giữa người mua và người bán. Hãy lưu ý rằng các chỉ số phụ tăng khối lượng khi giá vượt lên trên một sự đột phá thực tế là đường xu hướng thấp hơn đã được chạm vào 6 lần. Nếu các mô hình tam giác tiêu chuẩn là có 2 chạm trên và 2 chạm dưới, thì đây chắc chắn là một sự hỗ trợ ấn tượng. Một lần nữa, tôi áp dụng kỹ thuật giá cả hai mục tiêu. Phương pháp song song đã khiến giá cả phải tạm thời kháng cự trong tháng 1. Khi cuối cùng nó đã vượt qua đường dây, một sự tập hợp rất sắc nét đã xảy ra. Cách tiếp cận cách tính gái mục tiêu đã vượt quá. Nhưng điều thú vị ở đây là giá mục tiêu cuối cùng đã trở thành sự hỗ trợ dưới hình thức một đường viền cổ cho một sự hình thành đầu và vai thất bại. Biểu đồ thiết bị Analog David X, 1991-1994, hàng tuần, hiển thị một tam giác tăng dần. Lần này, nó được hình thành phía trên điểm thấp để di chuyển và trở thành một mô hình tiếp diễn. Chúng ta quan sát kỹ thấy khối lượng co lại trong quá trình mô hình hình thành. Sau đó, nó cũng tăng lên một chút khi có sự đột phá về giá. Nhưng không có gì đáng kể sau đó, khối lượng sau đó không tăng như lúc phá vỡ. Biểu đồ Northrop Grumman,
1985-1990, hàng tuần cung cấp cho chúng ta một hình tam giác giảm dần khá lớn. Đường đầu tiên là đường giảm phải được vẽ lại vì hai sự tập trung năm 1987. Cần lưu ý rằng khi giá đã vượt qua đường nét đứt dài lần thứ hai, nó thực sự trải qua khoảng trống khá rộng ngay trước khi hoàn thành hình mẫu. Ở đây ta thấy sự bứt phá giả khi giá vượt qua đường kháng cự nghiêng đường đứt gãy với khối lượng tăng hơn vài ngày trước đó, nhưng vẫn là không đáng kể so với khối lượng chung trong mô hình. Sau đó biểu đồ hình thành một mô hình tam giác vuông tăng dần, tiếp theo lại một sự bứt phá giả nữa nhưng khối lượng không tăng lên khi break out. Sau đó giá điều chỉnh và thực sự giảm với khối lượng tăng lên, nó cho thấy một xu hướng giảm chắc chắn xảy ra. Sai số của mô hình tam giác vuông. Đối với nhà kinh doanh hoặc nhà đầu tư linh hoạt, một mô hình thất bại mang lại cơ hội tuyệt vời. Điều này có lẽ đúng hơn đối với các mô hình tam giác góc phải so với bất kỳ hình thành mẫu nào khác. Chúng tôi đã thấy một tam giác góc phải trước đó ở biểu đồ Northrop Grumman 1984-1990 hàng ngày chuyển đổi thành một hình chữ nhật như thế nào. Tuy nhiên, những động thái theo sự phá vỡ góc phải là thường ít kịch tính hơn, có hai kiểu thất bại. Việc đầu tiên phát triển khi giá thâm nhập vào đường xu hướng ngang và sau đó di chuyển trở lại qua nó. Ví dụ về một đáy và đỉnh được thể hiện trong hình 13 và 14. Trong hình 13, sự đứt gãy giả phát triển thành chóp đỉnh, do đó có thể đặt một điểm dừng lỗ khá gần theo đường xu hướng tăng. Nó thậm chí có ý nghĩa để thoát khỏi vị thế giao dịch khi giá trượt xuống bên dưới đường ngang một lần nữa. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại tăng lên rất nhiều khi đường kẻ tăng nằm trong một mẫu xu hướng tăng bị thâm nhập. Điều này là do đường này thường là một vùng hỗ trợ mạnh. Sự đột phá giả thường gây ra một động thái mạnh mẽ theo hướng ngược lại với dự kiến. Do đó, nó thậm chí có thể đi ngắn trên sự phá vỡ của đường xu hướng tăng. Sự ngừng mua sau đó sẽ được đặt phía trên đường tại X và tiến lên dần dần cho đến khi một nơi tốt hơn ở đáy hơn. Hình 14 cho thấy một lần đột phá giả. Lần này trông giống như một mô hình giảm dần. Khoảng cách giữa điểm đột phá và đường giảm xuống là khá lớn. Có nghĩa là bất kỳ vị trí ngắn nào được kích hoạt từ sự phá vỡ sai lệch sẽ được bao phủ kịp thời hơn trên một sự tập hợp nam phía trên đường xu hướng ngang tại X. Một ví dụ về sự thất bại tăng lên được trình bày trong biểu đồ của Northrop Grumman. Sự thất bại năm 1988 này là một trường hợp có điên vì sự đột phá phát triển theo xu hướng chính. Viễn cảnh đã được đặt trước đó với sự phá vỡ từ một hình tam giác góc phải gần 3 năm. Khối lượng của mô hình thất bại bị thu hẹp khi mô hình phát triển và là một hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nó mở rộng theo cách rất tinh vi trên sự đột phá, do đó đưa ra một cảm giác sai về chứng khoán. Ngay sau khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng tăng, khối lượng tăng nhanh. Đây là một tín hiệu rõ ràng, vì đặc điểm thị trường xu hướng giảm này không còn nghi ngờ gì nữa là người bán đã nắm quyền kiểm soát. Cách thứ hai trong đó một mô hình tam giác tăng dần có thể thất bại là khi đường xu hướng tăng hoặc giảm bị đâm xuyên qua bởi đường xu hướng ngang. Trong hình 15, người mua đang đạt được sự tự tin vì mỗi mức giảm đều bị chấm dứt ở đỉnh hơn. Người có định hướng về mặt kỹ thuật nhìn thấy động thái giá này và mua với dự đoán mô hình này sẽ hoàn toàn thành công. Vì vậy, có tiềm năng cho sự suy giảm rõ nét hơn là sự suy giảm mức trung bình. Một ví dụ cho một mô hình tam giác tăng thất bại được hiển thị trong hình 16. Nếu thất bại đó đi kèm với việc mở rộng khối lượng, điều này nhấn mạnh thực tế là người tham gia thị trường đã mắc phải sai lầm. Khối lượng lớn chỉ ra rằng một số lượng lớn người đang cố gắng thoát ra khỏi xu hướng đó, trong khi số khác cố gắng leo lên trên xu hướng mới trước khi tàu rời ga. Tâm lý học cơ bản của tam giác góc vuông. Trong trường hợp một mô hình tam giác tăng lên thất bại, sự tự tin tăng lên khi giá tăng theo đường ngang, nhưng mỗi lần giảm đều nhỏ hơn so với mức giá trước đó của nó. Do đó, sự di chuyển lên trên mức kháng cự được chỉ ra bởi đường nằm ngang và các vị trí được thực hiện tương ứng. Đồng thời, người bán cảm thấy khá yên tâm thanh lý mỗi khi giá tăng lên. Vì điều này xảy ra trong một số trường hợp, không có áp lực chấp nhận mức giá thấp hơn.
cho đến khi đường thẳng tăng dần bị vi phạm. Rồi mọi người đều muốn thoát ra. Một mặt, người bán ban đầu nhận ra rằng không còn khả năng đạt được mức giá cao hơn nữa liên quan đến đường xu hướng ngang. Lý do cơ bản như vậy giải thích tại sao những thất bại thường đi kèm với những động thái giá cả đáng kể. Biểu đồ công nghệ tuyến tính 1981-1983, hàng ngày. Trong trường hợp này, giá trông như đang trong quá trình hình thành một mô hình tam giác góc phải. Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 thậm chí còn là có vẻ như là một tam giác cân đối xứng. Tuy nhiên, mô hình tam giác giảm dần không bao giờ được hoàn thành và giá lại bị phá vỡ lên trên. Biểu đồ Worldcom 1993, hàng ngày, cho thấy hai ví dụ của một trong những mô hình tam giác tăng thất bại và một trong những mô hình tam giác giảm thất bại. Lưu ý khối lượng co lại khi cả ba hình tam giác được hình thành. Nó cũng mở rộng khi hai mô hình tam giác trải qua sự đột phá giả. Cũng mô tả hình chữ nhật lớn hình thành đầu năm 1994. Biểu đồ Analogy David X 1998-2003, hàng tuần, cho thấy một mô hình tăng thất bại từ cuối năm 2001 đến đầu năm 2002. Giá không phá vỡ lên trên tiếp diễn xu hướng mà giảm xuống và hình thành liên tiếp hai mô hình tam giác. Hướng phá vỡ mô hình tam giác vuông. Mô hình tam giác vuông góc trên. Kết Patrick và Darwish nói rằng mô hình tam giác vuông góc trên hay tam giác tăng dần phá vỡ phía trên có tỷ lệ xuất hiện khoảng 77% và trung bình của những đợt phá vỡ này xảy ra vào thời điểm khi mô hình hình thành khoảng 61% phía trong tam giác, tính từ đỉnh góc trên đến đỉnh tam giác. Khi phá vỡ lên trên kèm với khối lượng tăng khi giá breakout sẽ cho một tín hiệu chắc chắn và mạnh hơn. Ngược lại, mô hình tam giác vuông góc trên phá vỡ xuống dưới khoảng 23% khi mô hình tam giác hình thành khoảng 61%. Đối với sự phá vỡ xuống dưới này thì khối lượng tăng hay không không quan trọng, nhưng với khối lượng bán lớn thì khẳng định xu thế giảm sẽ mạnh hơn. Mô hình tam giác vuông góc dưới. Kirkpatrick và Darwish nói rằng mô hình tam giác vuông góc dưới hay tam giác giảm dần phá vỡ xuống phía dưới có tỷ lệ xuất hiện khoảng 64% và trung bình của những đợt phá vỡ này xảy ra vào thời điểm khi mô hình hình thành khoảng 64% phía trong tam giác, tính từ đỉnh góc trên đến đỉnh tam giác. Ngược lại, mô hình tam giác vuông góc trên phá vỡ lên trên khoảng 36% khi mô hình tam giác hình thành khoảng 64%. Khi phá vỡ lên trên kèm khối lượng tăng thì khẳng định xu thế tăng sẽ mạnh và chắc chắn hơn. Hiệu suất của giá phá vỡ mô hình tam giác vuông, mô hình tam giác vuông góc trên. Hiệu suất của mô hình tam giác vuông góc trên được đưa ra như sau. Giá phá vỡ lên, giá không thể tăng thêm ít nhất 5%, chỉ chiếm khoảng 13% tổng thời gian. Trung bình mức tăng tối đa là 35%. Sau khi giá bứt phá thường sẽ điều chỉnh giảm 20% rồi mới tăng lên. Giá phá vỡ xuống, giá không thể giảm thêm ít nhất 5%, chỉ chiếm khoảng 11% tổng thời gian. Trung bình mức giá giảm tối đa là 19%. Sau khi giá bứt phá thường sẽ điều chỉnh tăng lại 20% rồi mới tiếp tục xu hướng giảm. Mô hình tam giác vuông góc dưới. Hiệu suất của giá phá vỡ mô hình tam giác vuông góc dưới được đưa ra như sau. Giá phá vỡ lên, giá không thể tăng thêm ít nhất 5%, chỉ chiếm khoảng 7% tổng thời gian. Trung bình mức tăng tối đa là 47%. Sau khi giá bứt phá thường sẽ điều chỉnh giảm 20% rồi mới tăng lên. Giá phá vỡ xuống, giá không thể tăng thêm ít nhất 5%, chỉ chiếm khoảng 16% tổng thời gian. Trung bình mức giá chạy tối đa là 16%. Sau khi giá bứt phá thường sẽ điều chỉnh tăng lại 20% rồi mới tiếp tục xu hướng giảm. Mục tiêu giá của mô hình tam giác vuông. Theo truyền thống, mục tiêu đo lường cho tam giác tại các đỉnh của thị trường thu được bằng cách vẽ một đường thẳng ở đáy. Tam giác song song với đường xu hướng trên khi giá giảm chạm đường song song này cho ta mục tiêu để chốt lời, hoặc chúng ta lấy chiều cao của mô hình thêm vào hoặc trừ ra giá phá vỡ.
Trong trường hợp của mô hình góc vuông này thì giá mục tiêu bằng với chiều cao nhất của mô hình. Mô hình tam giác vuông góc trên. Giá phá vỡ lên của mô hình Ascending Triangle. Giá cao nhất của tam giác cộng với giá cao nhất của tam giác trừ đi giá thấp nhất của tam giác nhân với 75%. Tức giá mục tiêu bằng giá phá vỡ cộng với 75% chiều cao mô hình. Giá phá vỡ xuống của mô hình Ascending Triangle. Giá phá vỡ trừ đi giá cao nhất của tam giác trừ đi giá thấp nhất của tam giác nhân với 68%. Tức giá mục tiêu bằng giá phá vỡ trừ đi 68% chiều cao mô hình. Mô hình tam giác vuông góc dưới. Giá phá vỡ lên của mô hình Descending Triangle. Giá phá vỡ cộng với giá cao nhất của tam giác trừ đi giá thấp nhất của tam giác nhân 84%. Tức giá mục tiêu bằng giá phá vỡ cộng với 84% chiều cao mô hình. Giá phá vỡ xuống của mô hình Descending Triangle. Giá thấp nhất của tam giác trừ đi giá cao nhất của tam giác trừ đi giá thấp nhất của tam giác nhân với 54%. Tức giá mục tiêu bằng giá phá vỡ trừ đi 54% chiều cao mô hình. Phương pháp giao dịch với mô hình tam giác vuông. Tương tự như mô hình tam giác cân, chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua hay bán khi giá break out khỏi mô hình, lệnh dừng lỗ nằm phía ngược lại với lệnh mua hay bán, chốt lời khi giá đặt mục tiêu theo công thức của Bunkowski hoặc bằng với chiều cao mô hình. Cụ thể như sau. Phương pháp giao dịch với mô hình tam giác vuông góc trên. Để giao dịch với mô hình tam giác vuông góc trên, điều cơ bản đầu tiên là bạn cần vẽ hai đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị. Sau đó thực hiện xác định các điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ. Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự trên, chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua, hoặc chờ giá đóng cửa chính thức break out khỏi đường kháng cự, hoặc chờ giá pullback về thì bắt đầu giao dịch theo xu hướng tăng. Đặt lệnh dừng lỗ ở dưới đường kháng cự trên. Chốt lời khi đặt mục tiêu giá đạt taxit bằng giá phá vỡ cộng với 75% chiều cao của mô hình. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá đạt bằng chiều cao của mô hình nhưng cần thận trọng vì xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của Bunkowski. Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ dưới, chúng ta kích hoạt lệnh bán hay short, hoặc chờ giá đóng cửa chính thức break out đường hỗ trợ, chờ giá pullback về và bắt đầu giao dịch theo xu hướng giảm. Điểm dừng lỗ ngay trên đường hỗ trợ. Ở trường hợp này, chốt lời khi đặt mục tiêu giá đặt target bằng mức giá phá vỡ trừ 68% chiều cao mô hình. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá giảm bằng chiều cao của mô hình nhưng cần thận trọng vì xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của Bunkowski. Phương pháp giao dịch với mô hình tam giác vuông góc dưới. Phương pháp giao dịch với mô hình tam giác vuông góc dưới hoàn toàn tương tự với mô hình tam giác góc trên. Khi giá breakout xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ thì đây là cơ hội thích hợp để các trader vào lệnh mua. Ngược lại, khi khu vực kháng cự bị phá vỡ là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư đặt lệnh bán trên thị trường. Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự trên, chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua, hoặc chờ giá đóng cửa chính thức breakout khỏi đường kháng cự, hoặc chờ giá pullback về thì bắt đầu giao dịch theo xu hướng tăng. Đặt lệnh dừng lỗ ở dưới đường kháng cự trên. Ở trường hợp này, chúng ta chốt lời khi đặt mục tiêu giá bằng giá phá vỡ cộng với 84% chiều cao của mô hình. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá đạt bằng chiều cao của mô hình, tuy nhiên cần quan sát kỹ xu hướng vì khả năng tăng cao như vậy có xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của Bunkowski. Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ dưới, chúng ta kích hoạt lệnh bán hay short, hoặc chờ giá đóng cửa chính thức break out khỏi đường hỗ trợ, hoặc chờ giá pullback về đường hỗ trợ thì bắt đầu giao dịch theo xu hướng giảm. Điểm dừng lỗ ngay trên đường hỗ trợ. Ở trường hợp này, chốt lời khi đặt mục tiêu giá đạt target bằng mức giá phá vỡ trừ đi 54% chiều cao mô hình. Chúng ta cũng có thể chốt lời khi giá giảm bằng chiều cao của mô hình nhưng cần thận trọng vì xác suất không cao bằng mục tiêu giá theo công thức của Bunkowski. Biểu đồ minh họa cho mô hình tam giác. Mô hình tam giác vuông góc trên.
Biểu đồ phía trên của Cisco System CSCO cho thấy một mô hình tam giác vuông góc trên tăng giá. Như ta mong đợi thì giá phá vỡ lên phía trên và được phá vỡ xảy ra ở 2/3 mô hình tam giác. Ở biểu đồ này, ngay khi giá phá vỡ lên trên thì ta có thể kích hoạt lệnh mua hay long. Nếu bạn bỏ lỡ thì sau khi giá mở cửa và tiếp tục xu hướng tăng tiếp thì phải vào lệnh thì mới có lợi nhuận tốt. Giá mục tiêu cho ta mức cao hơn chiều cao của mô hình tam giác. Mô hình tam giác vuông góc dưới. Biểu đồ của Jeff Rong CVX cho ta một mô hình tam giác vuông góc dưới phá vỡ xuống dưới. Chú ý rằng với một tam giác vuông góc dưới, đường kháng cự giảm dần cho thấy các thành giá có các đỉnh thấp hơn. Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ 11 ngày thì giá tiếp tục giảm mạnh xuống. Đây cũng là một biểu đồ mà giá sau khi break out thì giảm xuống luôn chứ không pullback trở lại đường hỗ trợ. Xu hướng này thường rất mạnh và cho mức lợi nhuận tốt hơn công thức Minkowski hay chiều cao của mô hình. Do đó, khi giá không bắt lại đường hỗ trợ thì ta phải đặt lệnh bán hay short ngay để có mức lợi nhuận tốt hơn. Biểu đồ của AT và T cho thấy một mô hình tam giác vuông góc dưới phá vỡ lên phía trên. Theo nghiên cứu của Minkowski 2005, mô hình tam giác vuông góc dưới với đợt phá vỡ lên phía trên đạt được mức tăng trung bình tối đa là 47%. Đây là mức tăng đạt được trước khi có một mức giảm 20%. Do đó, với biểu đồ này chúng ta chờ giá vuông bắt trở lại đường kháng cự rồi vào lệnh. Giá mục tiêu ở mô hình này cũng cho mức lợi nhuận cao hơn so với công thức của Minkowski. Lời kết, bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào cũng có điểm yếu và không hoàn hảo. Bên cạnh đó, trong thực tế, biến động giá của biểu đồ thường có rất nhiều tín hiệu nhiễu và tín hiệu sai, breakout rồi lại pullback. Do đó, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Để đạt hiệu quả hơn, chúng ta nên kết hợp với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, đường trung bình động v.v. Video này do chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu như Internet và sách về mô hình biểu đồ. Vì vậy, các bạn cần kiểm tra và xem xét kỹ trước khi áp dụng vào thực tế. Chúng tôi rất mong nhận được đóng góp của các bạn. Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu xong mô hình tam giác vuông trong chuỗi video về phân tích mô hình biểu đồ trên kênh Con Đường Thành Công. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hữu ích hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.